mời MC ca sĩ Thùy Linh sẽ điều khiển chương trình văn nghệ hôm nay. Xin quý vị một tràng vào tay thật dài để chào đón MC ca sĩ Thùy Linh. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, lời nói đầu tiên Thùy Linh xin kính chúc tất cả mọi người tinh thần luôn minh mẫn, thân thể luôn cường tráng, và đặc biệt là luôn an vui và an lạc mỗi ngày nha quý vị. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt tại chùa Huệ Quang năm nay để tham dự đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh năm 2023. Và bây giờ Thùy Linh xin khai mạc chương trình văn nghệ đặc sắc của chùa Huệ Quang. Và trong lúc mà ban văn nghệ ở đây để mà phục vụ chương trình văn nghệ cho quý vị, thì ban trai soạn của chùa Huệ Quang cũng đã sẵn sàng những món ăn chay để thết đãi cho quý vị, và một tràng pháo tay để mà tán thán công đức của ban trai soạn chùa Huệ Quang dành Thùy Linh à. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và để mở màn chương trình văn nghệ ngày hôm nay, qua một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quách Biên, nhạc phẩm được mang tên Gánh Mẹ, qua ban hợp ca của ca sĩ chúng tôi ngày hôm nay, qua tiếng hát của nam ca sĩ Đồng Thanh Tâm, ca sĩ Hồ Quốc Việt, ca sĩ Thiên Thiên Lộc. Và Thùy Linh xin gửi đến cho tất cả quý vị bài hát mở màn đầu tiên có tựa đề Gánh Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này nha. Một tràng pháo tay dành cho tất cả anh chị em nghệ sĩ của chúng ta. Và như mùa Vu Lan Hiếu Hạnh cho tăng ban hợp ca, xin gửi lời chúc mùa Vu Lan đến toàn thể quý chư công đức tăng ni cùng các hàng Phật tử được mùa Vu Lan thật nhiều hạnh phúc. Giữa trời bao la,
thấy là tất cả những màu áo lam bắt đầu từ từ tiến lên sân khấu, quý vị. Những tà áo dài tha thước và một màu áo lam thật là nhẹ nhàng dịu dàng trong mắt của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho Ban Văn Nghệ Chùa Quế Quang qua một nhạc phẩm được mang tên Thương Màu Áo Lam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chờ đợi mà hát phục vụ cho quý vị ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi biết là một năm trong Phật giáo của chúng ta chỉ có hai ngày lễ lớn, đó là ngày gì quý vị? Ngày Phật Đản, đúng rồi thưa cô. Và ngày hôm nay là ngày Vu Lan, mà Vu Lan hôm nay là ngày Vu Lan mùa hiếu hạnh cho tất cả chúng ta đến với đây và để
chúng ta thể hiện tấm lòng yêu thương của mình qua những bài hát, những ca khúc ca ngợi về tình cha, tình mẹ cũng như tình quê hương của chúng ta. Đứng kế bên Thùy Linh ngày hôm nay có sự góp mặt của nữ ca sĩ Triệu Mỹ Ngân. Và lần đầu tiên cho phép chị Mỹ Ngân xin trân trọng gửi đến lời chúc sức khỏe và lời chào thân yêu nhất cho tất cả đồng hương Phật tử có mặt hôm nay ạ. Có lẽ là đối với chị Mỹ Ngân thì cũng không có xa lạ gì dạ. Thì đi đâu đi, đúng những ngày lễ thì cũng phải trở về với chùa Huệ Quang để đồng hành với tất cả quý đồng hương Phật tử để chúng ta cùng nhau mừng một ngày lễ Vu Lan thưa quý vị. Và Thùy Linh và chị Mỹ Ngân sẽ phụ trách chương trình văn nghệ hôm nay. Xin mời tất cả quý đồng hương Phật tử chúng ta hãy ngồi lại để nghe tất cả những anh em ca nghệ sĩ đang chuẩn bị hát, dâng lên cúng dường và phục vụ cho quý đồng hương. Mời quý vị ở lại cho hết giờ nhé. Một lần nữa chị Mỹ Ngân cảm ơn rất nhiều. Phải ngồi ở lại thôi là bởi vì sao? Những ca sĩ giống như ca sĩ mà Thùy Linh sắp giới thiệu đây là quý vị biết ai không? Đến từ rất là xa mà phải chạy xe 5 tiếng đồng hồ mới đến được cái chùa Huệ Quang và hát cho chúng ta nghe một với hai bài hát ngày hôm nay. Anh sẽ ở lại đây tới cuối chương trình và sẽ hát cho những người còn ở lại nha quý vị. Và đó là tiếng hát của nam ca sĩ Đồng Thanh Tâm. Đồng Thanh Tâm chúng ta được biết qua anh, qua những bài nhạc Phật giáo rất nổi tiếng ở trên YouTube, qua những trang mạng ở bên Việt Nam cũng như là anh đi hát ở nhiều nơi ở nước Mỹ này. Và hôm nay đến với chương trình văn nghệ, Đồng Thanh Tâm cũng là một nhạc sĩ nữa quý vị. Thì hôm nay nhạc sĩ, ca sĩ Đồng Thanh Tâm sẽ đưa chúng ta về với một chương trình văn nghệ đặc sắc ngày hôm nay qua một bài hát được mang tên Cha Mẹ Là Phật do ca sĩ, nhạc sĩ Đồng Thanh Tâm thể hiện ngay sau đây. Xin mời quý vị một tràng pháo tay dành cho anh. Cảm ơn chị rất nhiều. Đồng Thanh gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mẹ Cha Là Phật. Một lòng thờ mẹ kính cha, chót tròn
cha là ngọn núi Thái Sơn, công ơn to lớn sánh ngang biển trời. Một đời mưa nắng ngược xuôi, không than khó nhọc, không mang gian lao. Mai sau con lớn khôn rồi, con xa cha mẹ gắn thành người con ơi. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chữ hiếu làm đầu, một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa chỗ ướt mẹ nằm, nơi cô con sẽ ngủ yên giấc nồng. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghĩa mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiếu sẽ không thành người. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chữ hiếu làm đầu, một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa cho ướt mẹ nằm, nơi cô con sẽ ngủ yên giấc nào. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghĩa mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiếu sẽ không thành người. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiếu sẽ không thành người. Hãy làm cha mẹ vui lòng, mẹ cha là Phật, Phật là mẹ. Với không khí tưng bừng chào đón ngày lễ hội Vu Lan, cho phép Mai Thanh Thí gửi lời chào thân thương nhất tới quý Phật tử. Và bài hát Mai Thanh Thí xin được thương mến và tặng ca khúc rất có ý nghĩa, ca khúc được mang tên Bà Mẹ Quê, sáng tác Phạm Duy, và quý vị cùng lắng nghe. Vườn rau xanh ngát
one more. Lát thì lên cho two more, three more luôn. Quý vị biết không? Tại vì bữa nay ca sĩ rất là đông và chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên là quý vị thông cảm như Thùy Linh mỗi ca sĩ hát một bài sau đó tua lại như quý vị. Để nhiều khi quý vị one more rồi ca sĩ trên đây cứ đến nói ôi ta ca yêu cầu em không hát, em có lỗi với khán giả nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình ngay sau đây, Thùy Linh xin mời quý vị hãy hướng về sân khấu qua tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Thiên Thiên Lộc, nhạc phẩm được mang tên Mẹ Tôi, sáng tác Lê Huy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trắng đan cò bay trong chiều,
Còn đang chờ đợi ở phía sau để cống hiến cho quý vị, cho nên con xin phép hẹn lại vào một dịp khác nhé. Cảm ơn chị. Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười là một ca khúc của nhạc sĩ Võ Tá Hưng, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Hồ Quốc Việt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này nha. Mẹ hãy trường
Sẽ hát tặng cho quý vị một bài hát được mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Con giờ như nước xa mùa.
rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào. Và đây là hình ảnh của mẹ mình mất đây 4 tháng. Nếu có bị gì sơ sót thì quý vị thông cảm. Xin chân thành cảm ơn. Đại phước duyên được làm con ba mẹ, bao công lao con khó thể đáp đền, biết bao giờ mình mới được gặp nhau, làm sao biết, ai ơi làm sao biết. Và Thùy Linh nhân đây cũng xin gửi lời chia buồn cùng với các gia đình của các ca sĩ như là ca sĩ Như Thủy đã mất mẹ vừa năm rồi thì cũng đã còn mẹ, thì nhưng mà năm nay thì đã không còn mẹ nữa, cũng như anh Duy Khanh sinh hoạt tại chùa Huệ Quang đã lâu năm lắm rồi. Hai anh chị và một người con rất là dễ thương, chùa nào cũng đến và ở đâu cũng hát cái bài dân ba bông hồng cài áo. Hồi nãy anh hát bông hồng cài áo và trong tư tưởng của ảnh thì lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ của ảnh. Thì nhân đây Thùy Linh xin gửi lời chia buồn cùng anh Duy Khanh và cũng như tất cả những ai đã mất đi người thân yêu của mình trong những ngày, những tháng, những năm vừa qua nha quý vị. Và để thay đổi không khí, quý vị ơi, không khí của chúng ta hơi bị trùng lại phải không? Và bây giờ Thùy Linh thay đổi không khí bằng vũ điệu cha 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 qua một nhạc phẩm được mang tên Tình Em Biển Rộng Sông Dài, tiếng hát của nam ca sĩ Hoàng Sĩ Phú. Xin mời quý vị thưởng thức bài hát này. Một tràng pháo tay dành cho Hoàng Sĩ Phú. Xin mời chào tất cả quý vị, xin mời chúc tất cả quý vị buổi lễ hôm nay thật an thơm, an bình và thật là nhiều tình cảm yêu thương từ cha mẹ và gia đình, và mến chúc lời chúc sức khỏe tới tất cả những người mẹ. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tình Em Biển Rộng Sông Dài. Hòa bình ơi, hòa bình
ngày áo mới tặng người yêu vui trong gió mới. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về xây dựng lại tình quê. Hay quá thì cũng một bài thôi. Bây giờ là một bài thôi quý vị, em cũng chưa được hát nữa. Nhưng mà em sẽ hát cho người ở lại. Rồi bây giờ như quý vị ở trong đây, Thùy Linh chắc chắn là rất là nhiều quý vị khán giả ở đây rất là yêu mến tiếng hát của ca sĩ Triệu Mỹ Ngân, phải không? La lên dùm em tiếng coi, make a noise please. Ok, tới Mỹ Ngân là phải make a noise, ok. Mỹ Ngân thích thế. Rồi, bây giờ thì Linh xin trân trọng giới thiệu tiếng hát của nữ ca sĩ Triệu Mỹ Ngân đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay qua một nhạc phẩm rất là buồn, có tựa đề Bông Hồng Trắng. Và kính thưa quý vị, Bông Hồng Trắng để tưởng nhớ đến những ai không còn cha còn mẹ trên đời. Và sau đây xin mời quý vị hãy đến với nhạc phẩm này nhé, Bông Hồng Trắng qua tiếng hát của Triệu Mỹ Ngân. Ngàn
xúc động một xíu. Thành thật xin lỗi quý vị. Và vẫn tiếp tục chương trình những bản nhạc thật là vui để chúng ta trở lại với chương trình Không Bị Chua Mướn quý vị ha. Rồi trở lại không khí cho Thùy Linh. Rồi mẹ Ngân không biết lấy bao nhiêu giọt nước mắt của khán giả tôi rồi. Và xin mời anh Trọng Nghĩa ra đây. Kính thưa quý vị, không năm nào mà anh Trọng Nghĩa không có mặt tại chùa Hội Quang, có phải không quý vị? Quý vị có biết anh Trọng Nghĩa không? Đó thấy không, anh Trọng Nghĩa cũng như là ca sĩ Mai Lê Quyền thì cũng thường thường xuyên có mặt góp chương trình văn nghệ vui cho khán giả đến với chùa Quỳ Quang. Và năm nay cũng vậy, anh á thì đa số quý vị biết là anh thường thường là cái style của anh là nhạc gì? Nhạc Pháp. Trời ơi, biết còn rõ hơn em nữa. Và hôm nay đến với chương trình, anh có thay đổi không hay là vẫn Pháp như cũ à? Có sang Mỹ hay sang Ấn Độ, nhạc Ấn Độ? Dạ, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị, quý đồng hương Phật tử. Lẽ ra thì Trọng Nghĩa hát hai bài. Bài đầu tiên là một cái bài nhạc Phật giáo, một bài thơ của Thanh Trí Cao do Trọng Nghĩa phổ nhạc là bài Mẹ Là Phật. Nhưng mà hôm nay được quyền hát một bài thôi, thành ra Trọng Nghĩa chọn cái sở trường của Trọng Nghĩa. Không phải được quyền, mà là tước quyền. Vâng, thành ra kính mời quý vị thưởng thức một bài nhạc Pháp của đúng là một bài Tây Ban Nha của Julio Iglesias, nhưng mà đã được soạn lời Pháp, và Trọng Nghĩa sẽ được hát với lời Pháp và lời Việt của nhạc sĩ Duy Quang. Mời quý vị thưởng thức ca khúc Il faut toujours un pardon, tức là bài Hey, thưa quý vị. Và thưa các con, Trọng Nghĩa một tràng pháo tay dành cho anh ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Qui fait ce soir le premier pas? On s'ennuyait un peu, mon cœur et moi. On revient au passé. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi, la vie a toutes les couleurs. Et le goût du bonheur. Je vois passer tes jours comme un brouillard qui tournerait autour des choses de l'amour. Je sais, mon amour, il faut toujours un pardon. J'ai eu la chance de gagner souvent et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Je sais, en amour il faut toujours un pardon. J'ai eu la chance de gagner souvent. J'ai plus perdu autant. La nuit, et mes besoins qui t'avaient niaud le nœud. Pas mal moyen. Lòng lành thì nói với anh bằng ngàn lời ru êm ái.
xiết không ai xui ta nên duyên gặp gỡ. Mà lúc quen nhau mối ân tình đã bao giờ. Hỏi rằng em có nhớ? Em ơi, mặc dù quanh đây lung linh bao nhiêu bóng hình, mà vì yêu em nên anh vẫn thấy vô tình. Một trời bao la hương hoa cho ta vơi. Này em ơi, xin em trở về nơi đây bên anh yên vui khỏi đời. Chỉ cần em vui riêng anh mơ ước lâu rồi. Như hình vơi bóng về nhau. Moi, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On ne fait plus semblant mon cœur et moi. On a besoin de toi. Moi, je n'aurais jamais cru qu'un jour reviendrait. Auprès de toi, je le retrouverai. Aussi désemparé. Je sais, mon amour, il faut toujours un pardon. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, mon amour, il faut toujours un pardon. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, mon amour, il faut toujours un pardon. J'ai eu la chance d'y gagner souvent. Je t'ai perdu chúng ta qua một nhạc phẩm rất là sôi động ngày hôm nay với tiếng đàn keyboard của anh nhạc sĩ sẽ cho chúng ta qua một bài hát có tựa đề Khúc Tình Nồng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Bye.
non cháy. Nhớ nhớ anh bên này, yeah, cha cha. Bên vai kề vai đắm say. Cho câu hát xa hoa bay, cho niềm tin cho sự nghi mới. Vầng trăng khi treo lặng lờ, ánh mắt anh say trong ngủ mơ. Microphone chị. Dạ bây giờ con mời sư phụ lên sân khấu ạ. Sư phụ ơi, một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón sư phụ trở lại sân khấu các vị ơi. Nói thì nói chứ hồi nãy giờ ban văn nghệ chúng ta cũng khá là phong phú và rất là hay phố Mê Ngân. Dạ. Nói là rất là hay, nhưng mà ca sĩ hay nhất bữa nay không phải là chúng ta, đó là Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Quế Quang. Oh yeah. Hòa Thượng lên đây không phải hát mà là nói. Hát bài luôn đi thầy ơi. Thầy hát một bài luôn con bảo đảm thầy. Ở cả cái hội trường nào đứng lên hết luôn á. Hát thì thầy con hát thầy con. Bằng con mà lô tô thì con giỏi thì thầy. Yes. Quý vị ơi mai mốt nhớ ghé coi lô tô nha. À, chị lên Mai Lê Huyền lên đây. Chị Mai Lê Huyền ơi em mời chị lên sân khấu ạ. Dạ thưa thầy. Không biết là dạ. Chị còn nhảy nổi không? Dạ thưa thầy. Cái thưa bữa nay sở dĩ mà mùa Du Lan nào cũng có chị Mai Lê Huyền, nhưng mà đặc biệt năm nay mà thầy muốn giới thiệu với những người yêu mến chị Mai Lê Huyền với Hùng Cường hồi xưa cách trước năm 75 đó, thì bây giờ chỉ dần con còn có mặt ở trên đất nước Hoa Kỳ và một cái thời gian khá xa không có đi show ở trong và ngoài nước. Tất cả những ca sĩ lớn cùng thời với chị đều có những cái khuôn mặt đã đóng góp cho cái nền nghệ thuật Việt Nam của chúng ta ở trong và ngoài nước. Thì bây giờ sở dĩ mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho chị Mai Lê Huyền là đặc biệt trong cái mùa lễ Vu Lan. Mùa Vu Lan thì phải nói về mẹ, mà nói về mẹ thì con cò lặn lội bờ sông. Suốt cả một đời của chị thở mà thời thập niên của 60 cho đến 70 thì chị là một cái mức sống của chị trong cái nền văn học nghệ thuật ở Việt Nam. Chị rất là đỉnh cao với những ngôi sao lớn của thời bây giờ và thời trước kia. Vu Lan là nói về mẹ thì chị Mai Lê Huyền cũng là người mẹ. Cách đây 2 năm về trước tôi có từng nói với chị trên sân khấu và tất cả quý vị rằng là chị Mai Lê Huyền là một người mẹ đã cống hiến không những cho khán giả mà cái trái tim của chị xứng đáng là một người mẹ nuôi con. Xuyên suốt 38 năm nuôi con từ sở chào đời và có những bệnh tật mà đến ngày hôm nay chị đem hết
cái tình thương của chị để cho con của mình, dầu là con của mình có bệnh tật hay là tật nguyền hay là khôn ngoan hay là giỏi giang, đều là con của mẹ. Chính vì vậy đó mà đến ngày hôm nay tôi không biết là nói cho Phật giáo gọi là hết nghiệp hay là mong người, mỗi người cái duyên nghiệp đã hết, thì chị, con của chị vừa mãn phần cách đây hơn 2 tuần, và đơn côi một mình thầy trò tôi đi đâm thiêu ở Lò Quả Tán, có 2 thầy trò thôi, để gói ghém được rằng là trái tim của mẹ rất rắn chắc cho con cả một đời bằng cái danh dự, không phải là tiền bạc mà danh dự và trái tim của mẹ. Tôi đã nói với quý vị rằng không ai có thể bỏ rất là nhiều show hát, kể cả tiếng Nga mời cũng phải cắt luôn, biết bao nhiêu tiền để cho con của mình. Bây giờ tôi, thầy muốn một người đệ tử của tôi xuyên suốt gần 30 năm rồi, tôi cũng từng nói với quý vị trên sân khấu này rất là nhiều lần, và cách đây thập niên 7, thập niên của 80, 90 đã có hát trên sân khấu của chùa, và đến ngày hôm nay xin mời chị nói về cái tình mẹ và nói về cái trách nhiệm của người mẹ và thương con cỡ nào, và trong nhà thương nằm xuyên suốt dưới nền gạch của nhà thương mà ôm con của mình đến hơi thở cuối cùng. Mời chị. Dạ thưa, con kính chào tất cả quý vị Phật tử cũng như con kính thầy. Ngày hôm nay con cũng như bé nó đã ra đi, nó nhận thầy là sư ông và Mai Lệ Huyền đây là sư phụ của Mai Lệ Huyền. Thì Mai Lệ Huyền được biết thầy cách nay cũng gần 30 năm rồi, hơn nữa thầy. Lúc đó bé của Huyền nó mới có chập chững, mà chùa mình thì cũng chưa có thành tựu như ngày hôm nay. Mỗi lần lời hát, Mai Lệ Huyền bỏ bé nó đi lững chững, nó bò vòng vòng chùa, rồi các sư cô dòm ngó dùm. Cũng như có bữa mà hát xong Mai Lệ Huyền còn xí xọn ở ngoài này, thì chùa lỡ đóng cửa, con bé nó trong chùa nó sợ quá, nó đập cửa, nó la làng, thì mới biết là mình bưng con mình lại đây hát mà mình lo nói chuyện với khán giả không. Thì ngày hôm nay trước khi con xin cúi đầu, con xin cúi đầu xin cảm ơn thầy. Thầy là cái người mà tới phút cuối với mẹ con thì thì cái đó không bao giờ tụi con quên thầy hết. Dù là ngày hôm nay con nó mới nằm xuống chưa đầy 2 tuần 10 ngày, con trước khi đi con cầu nguyện mẹ Quan Thế Âm cho con vững mạnh để đến đây để cảm ơn thầy, cũng như đến gặp con ở trong cái chùa này, cũng như gặp tất cả quý vị khán giả thương mến hai mẹ con của Mai Lệ Huyền. Huyền nói Huyền không khóc, Huyền là một người đại diện, cái gương mặt vui vẻ, cười tươi lúc nào khán giả mà có những cái gì mà vui nhất là đều phải mời cho được Mai Lệ Huyền để đến để lucky, để vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm nay thì nói Huyền nhất định không khóc, lại mẹ ở nhà rồi, lại con phù hộ cho mẹ. Nhưng mà quý vị biết không, con Mai Lệ Huyền lúc nào cũng muốn mẹ là ca sĩ Mai Lệ Huyền lúc nào phải đẹp. Trước khi Mai Lệ Huyền đi hát đó, bận cái gì phải đưa cho nó coi, rồi đeo cái gì nó coi coi có phải match vô không thì nó mới ok, còn không là nó chưa chịu. Thành ra ngày hôm nay đến đây để nhớ đến con, nhớ đến những kỷ niệm xa xưa mấy chục năm trước mà chùa mình chưa có thành như bây giờ, mà bây giờ con nó lại ra đi, thì không, Mai Lệ Huyền không quên cảm ơn tất cả quý vị
phải nói là ngày hôm nay là cái ngày mà Mai Lệ Huyền sẽ không nhận một cái gì nữa hết. Là những cái mùa Phật tử, quý vị đã cầu nguyện cho con bé, đổ cho tiền cả nón lá, đem về đổ ra đón, đếm cũng cả ngàn đồng. Rồi cái mùa Du Lan năm rồi, quý vị cũng cầu nguyện cho bé được hết. Thì quý vị người góp cho cái kêu là cái công đức, cũng như là cái sức mạnh cho bé nó được sống lại. Nhưng mà rốt cuộc rồi, tới cái gì phải tới thì phải tới, phải không thầy? Thì bây giờ con nghe lời thầy, con ráng vui vẻ, khỏe mạnh để Tết. Nếu mà còn hát được thì phải đến đây với chùa mình. Cũng như là cảm ơn quý vị đã hai mùa qua đã chúc mừng, đã cho bé rất nhiều. Cái đó là không bao giờ có trong cuộc đời cái hồng ân, hồng phước đó. Thành ra ngày hôm nay mùa Du Lan, Mai Lệ Huyền xin thành thật cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Và Mai Lệ Huyền cũng xin nói với quý vị là ngày hôm nay Mai Lệ Huyền được đứng như vậy là tại vì cầu nguyện dữ lắm rồi. Người nó cứ run nó té mà thầy con phải đỡ Mai Lệ Huyền. Nhưng mà Mai Lệ Huyền đến đây để cảm ơn quý vị. Một lần nữa chúng ta sẽ trong nhân cái mùa Vũ Lan này, thầy muốn nói đến một cái triết lý về nghiệp và duyên và trách nhiệm. Tôi không biết rằng là cái chữ hiếu đó là con có hiếu với mẹ là chuyện không nói rồi, nhưng mà mẹ mà có trách nhiệm thương con đến cái độ cùng cực, cái đó cũng là một cái duyên và một cái hiếu. Vì thương con cho nên mẹ trải dài sương gió. Cho nên khi mà chúng ta có những cái thương đó, Du Lan là nói đến cái thương và cái hiểu. Thương con của mình có tật, thương mà con mình có bệnh, và ôm con mình bởi vì mình sanh nó ra. Không lý gì mà gửi vô cô nhi, không lý gì bỏ ngoài đống rác. Tôi vẫn nói rằng con của mình nếu không trả kiếp này thì kiếp tới nó không có trả lại. Cho nên cho nó hết trọn vẹn. Thì Mai Lê Quyền là một người trong biểu tượng 39 năm nuôi con từ thở tấm bé Tạ Quyền cho đến ngày hôm nay. Giờ phút này chị phải nói rằng xin tất cả những bà con khán thính giả ở trong và ngoài nước đã thương mến Mai Lê Quyền lâu năm, xin cho một lời cầu nguyện. Cháu tên là Đoàn Thanh Trúc, tự Crystal. Diệu hỷ xin một lời cầu nguyện cho cháu. Nợ nghiệp mỗi người mỗi nơi, tuy là mẹ với con mỗi người đi một ngã, và chúc cho cháu nó được thăng hoa về nước Phật. Và trên con đường còn lại tuổi đời, bông chị sẽ vững chãi chân cứng đá mềm, đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam. Và một lúc nào đó bà con ở trong và ngoài nước sẽ gặp lại Mai Lệ Huyền với bước chân thảnh thơi, thông thả. Và chị phải vui sướng rằng chị đã trách nhiệm của người mẹ. Xin cảm ơn tới bà con đang lắng nghe. Chị bữa nay chị nói hai cái lời hát nhảy 30-60 năm cuộc đời, hay là bất cứ cái câu hát nào, nhưng mà nói hết cái lời chị đứng đây không có vững, chị cũng xỉu. Nói như vậy là quá lắm rồi. Xin quý vị miễn cho tha cho cái buổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Mời chị MC tiếp tục cho chương trình. Mình tự tặng cho mình một tràng pháo tay để xua tan đi cái bầu không khí này được không? Yes. Rất là tuyệt vời quý vị ơi. Và bây giờ trở lại chương trình với chúng ta nha. Dạ, là một cặp song ca với bài hát được mang tên Hoa Cài Mái Tóc, tiếng hát của Thùy Linh và Thiên Lập. Mẹ Việt Nam mất người sáng qua
chê. Ta thương nhau giữ cho tình quê. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quang, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ ngạc nhòa đôi mắt lòng lắng, nghe tiếng con vẫn còn ngày say. Hoa em cài mái tông, anh đưa em qua quãng đường dài. Được mang tên Hiểu và Thương, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Bim qua tiếng hát của Tình Đoàn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vì yêu cầu của sư ông, con xin tặng sư ông với mẹ con. Thank you.
Linh xin trân trọng cảm ơn tất cả những thuyền viên của Hòa Thượng Viện Chủ cũng như là Chư Tôn Thiền Thích Tăng Ni cùng quý đồng hương Phật tử buổi lễ thành công rất là viên mãn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Chúc quý vị luôn sống trong ánh hào quang của Chư Phật và luôn luôn an vui, an lạc mỗi ngày.